hội nghị nhằm hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động, với mục tiêu tăng cường hơn nữa các hoạt động liên kết các vùng miền, trao đổi hợp tác cung ứng, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ giữa các tỉnh thành trên cả nước, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với hệ thống phân phối nhằm trao đổi thông tin, đẩy mạnh liên kết trong đầu tư sản xuất, cung ứng và tiêu thụ hàng hóa, khai thác nguồn nguyên liệu, phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kết quả đạt được qua các chương trình hội nghị kết nối giao thương, cũng như làm rõ các vấn đề còn hạn chế, khó khăn trong công tác hỗ trợ kết nối giao thương, tiêu thụ hàng hóa của khu vực Tây Nguyên và các tỉnh thành, nhất là với thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề ra phương hướng tận dụng tiềm năng, cơ hội, thế mạnh của vùng Tây Nguyên để liên kết, kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Hội nghị đã diễn ra lễ ký kết 12 biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên với các tỉnh, thành phố. Tại hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh đã trưng bày giới thiệu nhiều mặt hàng phong phú như sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các sản phẩm đặc sản đặc trưng vùng miền của các địa phương.